Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10 khai mạc vào sáng nay ngày 14 tháng 7 với sự tham dự của Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thành Công và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sự chung tay của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần quan trọng đưa tỉnh nhà vượt qua đại dịch và bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Trong đó, kinh tế xã hội có sự chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Giải pháp phục hồi kinh tế xã hội của trung ương của tỉnh ngày càng mạnh mẽ hơn, thúc đẩy các ngành lĩnh vực tăng trưởng mạnh. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư. Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị thông qua tổng hợp từ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại các hội nghị tiếp xúc cử tri gửi đến kỳ họp. Giải trình những kiến nghị của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh qua báo cáo thẩm tra và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Thảo Luân Tổ. Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là phần chất vấn và trả lời chất vấn. Trong buổi làm việc chiều cùng ngày, nhiều ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung vào 5 vấn đề. Trong đó có kết quả thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Cao Lãnh như dự án Trung tâm Phức hợp Thương mại Khách sạn Phường 2, dự án xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Các đại biểu chất vấn về giải pháp thực hiện mục tiêu đảm bảo người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Giải pháp để thu gom và xử lý rác thải độc hại nguy hiểm trên địa bàn tỉnh, công tác giải quyết các vụ việc dân sự đã thụ lý, thuộc loại có điều kiện thi hành nhưng tồn động kéo dài qua nhiều năm trên địa bàn tỉnh, giải quyết tình trạng công ty tài chính đòi nợ kiểu xã hội đen. Từng nội dung chất vấn đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ngành tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp đã trả lời, làm rõ nội dung đại biểu quan tâm. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục làm việc và bế mạc vào ngày mai 15 tháng 7.